Sáng 3 tháng 6, gần 3.500 thí sinh bước vào kỳ thi tuyển sinh lớp 10 trường Trung học phổ thông chuyên ngoại ngữ, Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội. Sau khi hoàn thành 3 bài thi gồm đánh giá năng lực ngoại ngữ, đánh giá năng lực toán và khoa học tự nhiên, đánh giá năng lực văn và khoa học xã hội, thí sinh thở phào nhẹ nhõm. Theo đánh giá của nhiều em, đề thi năm nay khá vừa sức, sát với đề thi thử của trường tổ chức trước đó. Nó không quá dễ thở nhưng mà theo em thì kiểu vừa sức. Môn toán thì nói chung là cái định dạng của đề nó cũng xem với cả cái đề thi thử. Còn về tiếng Anh thì em nghĩ là nói chung là theo em đánh giá thì hơi khó một chút nhưng mà em vẫn làm được. Trường chuyên ngữ làm nó có một chút sáng tạo ấy ạ. Đề văn của em thì em đoán là cũng cơ bản dễ và cũng sát với chương trình học hiện nay. Đề tiếng Anh thì khỏi nói rồi, tuyệt vời luôn. Toán thì có những câu nó hiểu nó rất là tính logic ạ, xong rồi nó bắt mình để nghĩ nhiều hơn là dùng kiến thức trên trường ấy. Thì em đoán là kiểu học sinh trường tư, trường công hay trường nào cũng đều làm được hết và kiểu nó mở ra nhiều cơ hội cho nhiều học sinh làm ấy ạ. Năm nay, trường Trung học phổ thông chuyên ngoại ngữ tuyển sinh tổng 500 học sinh, tỷ lệ chọi trung bình vào trường là 1,77. Lớp chuyên tiếng Anh có số lượng thí sinh đăng ký nhiều nhất, lên đến 2.088 thí sinh. Tiếp đến là lớp tiếng Nhật với 366 thí sinh đăng ký, lớp tiếng Nga với 319 thí sinh, lớp tiếng Pháp có số lượng thí sinh đăng ký thấp nhất là 230 thí sinh. Tỷ lệ chọi cao cũng khiến thí sinh hồi hộp, lo lắng. Em thấy là năm nay tỷ lệ chọi các trường rất là cao thì em cũng rất là lo, nhưng mà em thấy là bài thi lần này em cũng đã làm hết mình rồi nên là em cũng không còn kiểu gọi là quá lo lắng nữa. Còn kết quả sau này thì em nghĩ là đến đâu thì đến thi xong cũng nhẹ nhõm đi được phần nào rồi ạ. Em đã chuẩn bị rất chu đáo cho kỳ thi này. Được biết, trường Trung học phổ thông chuyên ngoại ngữ xét từ cao xuống thấp đến khi hết chỉ tiêu, lần lượt từ hệ chuyên có học bổng, hệ chuyên và hệ không chuyên. Điểm xét tuyển là tổng điểm 3 bài thi trên thang điểm 10, môn ngoại ngữ nhân hệ số 2 và được làm tròn đến 2 chữ số thập phân. Dự kiến kết quả thi được công bố trước ngày 30 tháng 6.